Đây, đây là hình mô phỏng của chiến sĩ cách mạng ngày xưa ở trong rừng sát, sống ở trong chỗ này đây. Và họ đã sống trong rừng sát như thế này. Thật sự là kinh khủng. Họ sợ, đã chịu nhiều gian khổ hơn mình tưởng. Ở đây trong này vẫn có những cái loa phát thanh để mà hướng dẫn du khách. Đây là chiến khu rừng sát. À, đây nó có căng tin hả, buôn bán. Đây hiện giờ vẫn có anh mấy anh bộ đội để mà đây hình như là cái gì, có cái miễu. Ok, chào, có ông anh chàng bộ đội. Ở đây là một cái tượng đài, là một cái bàn thờ của các người bị à. Ở đây là có một cái bàn thờ của chiến sĩ đặc công, đặc công rừng sát. Hay lắm. Đây à, đây ca chi bộ ban tuyên giáo trung tâm chính trị quận 7 kính dân. Đây nó có bàn thờ của các anh hùng liệt sĩ. Đây ở đây có chung cấm ngang, mình cũng xin xin tấm cây ngang con cầu đang quay. Đèn bên đây nè bác, cái đèn bên đây nè bác, phía đây là cái đèn. Cảm ơn con.